xin kính chào các khán thính giả thân yêu, chúng ta đang lắng nghe VNM phát âm nhà mừng số 29. Quý vị và các bạn thân mến, số VNM số 29 sẽ được phát sóng vào những ngày đầu tiên của năm 2020, cũng như không khí của cả nước thì đang chuẩn bị chào đón Tết Nguyên Đán rồi. Mình là Mị và đồng hành cùng với mình ngày hôm nay đó chính là anh Táo Mèo. Ơi, anh đây. Mị gọi anh à? Anh làm sao mà ngẩn tò tay ra thế? Xin chào các khán thính giả của VNM đi. Thực ra là cuối năm rồi và anh cũng đang ngồi suy nghĩ xem là trong năm vừa rồi mình đã làm được gì và chưa làm được gì. Nói chung là cũng hơi có một chút gì đấy cảm xúc hỗn độn lắm mẹ ạ. Đây có lẽ không chỉ là nỗi niềm riêng của anh đâu mà rất nhiều bạn của nhà mường của chúng ta cũng có rất nhiều tâm sự trong những ngày cuối năm này. Bởi vậy ngày hôm nay thì hội 8 của chúng ta sẽ nói về chủ đề những ngày cuối năm. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Let's go! Nếu có một điều ước thực tế cho công việc trong năm mới thì anh sẽ ước điều gì? Điều ước thực tế trong công việc à? Thì tất nhiên rồi, không chỉ anh đâu mà còn rất nhiều người đã được tăng lương đó. Vậy thế nếu mà không được tăng lương thì sao ạ? Nhưng mà tại sao lại tự dưng lại hỏi anh thế? Có một bạn nhà mường thì cũng gửi lời tâm sự tới VNM và bạn ấy có yêu cầu của chúng mình là bí mật thông tin cá nhân, và tâm sự của bạn ấy như sau. Xin chào VNN, tâm sự này em cũng muốn chia sẻ để bớt đi nỗi niềm của mình. Nhìn lại một năm qua với nhiều những cố gắng, nỗ lực của bản thân em. Vào ngày đầu năm thì em đã tự lên kế hoạch cho bản thân mình là được thăng chức và tăng lương. Bởi vậy mà em đã cố gắng hết mình làm việc trong một năm vừa qua để đạt được mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên thì sau đợt đánh giá cuối năm thì vị trí được lên chức không phải là em mà là người đồng nghiệp bên cạnh. Buồn quá VNM ạ. Bạn thân mến, thật buồn khi không ai chú ý tới tâm huyết và công sức của bạn đã dồn vào công việc phải không nào? Tá Mèo nghĩ rằng là một nhân viên vô cùng tuyệt vời chính là từ mà Tá Mèo dành cho bạn vì bạn đã nỗ lực rất nhiều. Nhưng có một điều mà bạn nên nhớ là chúng ta không thể tìm kiếm sự ca ngợi từ người khác, mà thay vào đó thì sự đánh giá cao mà người khác dành cho bạn cần đến một cách tự nhiên. Và nếu như bạn cảm thấy mình phải làm việc quá nhiều mà không được công nhận thì có thể là bạn đang tự biến mình thành nạn nhân của chính mình, và khi đó thì những điều tích cực khó có thể đến với bạn. Mình nghĩ rằng nếu bạn chưa được công nhận vào thời điểm hiện tại thì mình cũng không sao cả. Hãy tự hào về những kết quả công việc mà mình đã đạt được và hãy luôn hoàn thành tốt công việc vì đó là con người bạn chứ không phải vì một lý do nào cả. Và chắc chắn bạn sẽ tiến xa hơn trong tương lai. Và một câu hỏi nữa vô cùng dễ thương mà dành cho anh em chúng ta, anh Táo Mèo ạ. Đó là gì nhỉ? VNM ơi, Tết này là năm đầu tiên mình ăn Tết nhà chồng nên hồi hộp lắm. Cô Mị và anh Táo Mèo thì chia sẻ 3.600 kế sách làm dâu và vợ hiền ngoan nè ạ. Chết rồi, thực sự ấy, thì Táo Mèo rất vui khi mà bạn đã tin tưởng VNM. Và mặc dù là Táo Mèo cũng như là Mị ở đây vẫn đang ê sắc ế và toàn là những người độc thân vui tính thôi, nên chưa có may mắn được trải qua những cảm giác lần đầu tiên ăn Tết nhà vợ hay là nhà chồng. Và điều này thì thực ra là cô Mị cô ấy cũng đã ước từ lâu lắm rồi, nhưng mà đã có anh nào ước đâu. Và qua đây thì cũng xin kêu gọi 500 anh em nhà mường chúng ta, hãy có ai có kế sách nào thì hoặc là có những tâm sự nào thì có thể comment ở phía dưới của post này. Ngoài ra thì xem có ai có ưng với cô Mị của VNM thì thốt nhanh hộ tôi cái, không thì chờ cũng rất là lâu. Năm nay lại một năm nữa sang rồi, và năm nay thì cô tính năm nào thì mới lấy chồng đấy hả cô Mị? Vâng, cảm ơn ông anh quý hóa quá đã giao bán cô em này. Thế nhưng mà trở lại với câu chuyện và câu hỏi của bạn ấy đi ạ. Bạn thân mến, để Mị lấy hết kinh nghiệm mà mình đã tưởng tượng và chuẩn bị trong mấy chục năm qua mà chưa có cơ hội thực hành để tâm sự với bạn nhé. Mỗi một gia đình thì có một phong tục đón Tết khác nhau, nên bạn cần có sự quan sát, ghi nhớ, học hỏi với tinh thần vui vẻ. Và hãy xác định đây là một trải nghiệm thú vị mà bất cứ nàng dâu năm mới nào thì cũng sẽ có những cái trải qua, để tránh cảm giác khó chịu, ngột ngạt và gây ảnh hưởng đến mối quan hệ với tất cả mọi người. Điều thứ hai thì có nghĩa là Táo Mèo sẽ chia sẻ với bạn. Tại vì là theo như Táo Mèo ấy thì cái quan trọng nhất là thái độ rồi này. Cái thứ hai thì luôn luôn quan trọng đối với Táo Mèo, đó chính là chuẩn bị tài chính cho các khoản chi tiêu. Ví dụ nhá, Táo Mèo liệt kê một số này: biếu bố mẹ sắm Tết này, xong lại lì xì này, xong lại là quà Tết này, rồi lại dịp cuối năm là dịp để thể hiện tình cảm với người thân yêu. Nên là hãy tìm hiểu một chút những cái món quà
mà người thân yêu trong gia đình mình đang mong muốn để chuẩn bị. Cái cách này thì Tám Mèo nghĩ là nó sẽ có hiệu quả, với cũng như là một cách ghi điểm rất là tốt với gia đình bố mẹ chồng chẳng hạn. Vâng, Mị cũng nghĩ như vậy đó ạ. Ngoài những cái chuẩn bị về tâm lý này, chuẩn bị về tài chính là điều vô cùng quan trọng, thì còn một điều nữa thì Mị cũng nghĩ rằng là rất là quan trọng, đó chính là trang phục cho ngày Tết. Và trong những cái dịp họp mặt gia đình có nhiều thành viên lớn tuổi, nhất là những ngày lễ Tết vui vẻ, thì mình cũng nên chọn cho mình những cái trang phục có màu sắc tươi tắn, nổi bật duyên dáng một chút này. Và cái chia sẻ cuối cùng thì Tám Mèo nghĩ rằng đây là lần đầu tiên mà ăn Tết ở nhà chồng, thì có rất nhiều điều lo lắng, cũng không thể không tránh khỏi cảm giác tủi thân nữa. Bởi vậy thì bạn hãy có thể là thường xuyên gọi điện về nhà cho bố mẹ này, có thể video call để cập nhật các cái tình hình đón Tết của mình để bố mẹ cảm thấy yên tâm hơn, cũng như là để kết nối giữa hai nhà với nhau, cũng như là sau khi có thể là về nhà chồng xong thì các bạn có thể sắp xếp để về nhà ngoại khoảng mùng 2 Tết, để cả hai bên nội ngoại thì chúng ta đều có thể chuẩn bị và cũng như để đón một cái Tết năm 2020 thật rực rỡ. Và bạn ơi, và điều cuối cùng nữa thì bạn nên nhớ là nghe cô Mị phần nào đó thôi, chứ cô ấy có lý thuyết đầy mình nhưng mà kinh nghiệm thì có mấy đâu. Nên là các bạn nhà Mường ơi, các bạn chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những cái kinh nghiệm để tặng lại cho bạn đấy, để bạn ấy có thể tùy cơ ứng biến, rồi là có thể update lại những tình hình, và nhớ là hãy cập nhật tin tức cho chúng mình biết với nha. Và còn bây giờ thì sẽ là thời gian dành cho music. Đến chúng ta đang lắng nghe VNM phối hợp nhà Mường, và đây là chuyên mục quà tặng âm nhạc. Và tất nhiên rồi, trong không khí mùa xuân tràn ngập như thế này thì chúng ta hãy cùng cắm tai nghe và hòa mình vào những giai điệu của mùa xuân thôi nào. Và bài hát đầu tiên thì VNM xin gửi tới quý vị và các bạn đó chính là ca khúc Điệp Khúc Mùa Xuân, được thể hiện bởi ca sĩ Bảo Anh. Chúng ta hãy cùng nhau lắc lư nha. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, chờ tia nắng vào trong ánh mùa sáng. Gió mãi mơn man trên đôi môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặc trời mây buồn như trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm muôn vui. Dù xuân ơi xin lặng xa hôm nay, để chim muông quay về với muôn cây. Tình xuân ơi xin dệt mối yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Này gió hãy cuốn từng lá rơi, và nắng hãy chiếu màu thắm tươi, cùng những tiếng hát được nhạc dân chơi vơi, dù hồn ta say trong biển khơi. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, chờ tia nắng vào trong ánh mùa sáng. Gió mát mơn man trên đôi môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặc trời mây buồn nhạt trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm buồn vui. Vâng, và một ca khúc tiếp theo nữa mang hơi hướng của mùa xuân sắp đến mà Táo Mèo cũng như là bị rất ưng ý với bài này, đó chính là ca khúc Những Hoa Mùa Xuân, được trình bày bởi Minh Hằng, Thủy Tiên và Hồ Ngọc Hà. Lắng nghe nha. Xuân mang niềm vui đến, xuân mang tình yêu tới, muôn chim hòa ca trong nắng mới. Hoa mai đâu khoe sắc hương, xuân tràn ngây ngất, ta nghe trong lòng rộn ràng rất vui. Xuân cho mùa xanh lá còn, phương xa người về quê đón Tết. Ngân vang ngàn câu chúc cho gia đình sung túc, hân hoan chào mùa xuân mới sang. Xuân đang về trên núi, cho tâm hồn phơi phới, vườn giá hoan ca bao điệu nhạc xuân vui. Ô kìa mùa xuân đơm hoa mùa cây trái, nắng chưa lấp lánh trên cành bao. Nhà nhà hạnh phúc đón xuân vừa sang, đang thêm bao điều bình an. Chúc nhau không phiền lo, gia đình luôn ấm no. Chúc nhau nhiều điều may, trái tim yêu thật nồng say, vui xuân vầy.
Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần rất là thú vị trong VNM số này của chúng ta. Đó chính là mini game nghe nhạc hiệu và đoán chương trình. Luật chơi của chúng ta thì rất đơn giản. Người chơi comment trả lời câu hỏi của VNM cộng với số may mắn từ 00 cho đến 99. Người chiến thắng là người sẽ trả lời đúng và có số may mắn trùng hoặc gần đúng nhất với hai con số cuối của giải đặc biệt sổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm sau, ngày tiếp theo sau khi lên sóng VNM. Và trong trường hợp có hai người chơi có cùng điều kiện chiến thắng như nhau, ban tổ chức sẽ lựa chọn người comment trả lời sớm hơn. Phần thưởng sẽ là sách quà mừng thanh. Và câu hỏi VNM số 29 này như sau, đoạn nhạc sau đây trong bài hát nào? Vâng, và các bạn hãy nhớ nhá, một phần quà vô cùng giá trị sẽ tặng cho bạn nào trả lời đúng đáp án của chương trình cũng như là đúng hoặc gần đúng nhất với hai con số cuối của giải đặc biệt sổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm sau. Còn gì vui hơn khi mà đầu năm đầu xuân như này chúng ta được nhận một phần quà đến từ VNM Voi Nhà Mường. Vâng, và chuyên mục mini game nghe nhạc hiệu đoán chương trình vừa rồi cũng đã khép lại VNM số 29 của chúng ta. Xin kính chúc anh chị em nhà Mường trải qua những ngày cuối cùng của năm Kỷ Hợi 2019 thật nhiều ý nghĩa và tràn ngập niềm vui. Và đừng quên gửi tặng bài hát kèm những lời tâm sự với VNM tại link mà chúng mình để lại phần caption của VNM số này nhá. Khung giờ phát sóng của VNM là 2 tuần một số vào 21 giờ tối thứ hai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.